Hello cho mọi chào mọi người, chào mừng người quay trở lại với kênh uh, join Mobile. Hôm nay có một số laptop quay lên cho mọi người để mọi người tham khảo đặt mua mọi người nhá. Mọi người liên hệ cho em có hai số thoại bên trên bảng gỗ này cũng như địa chỉ là 152A Lương Thế Vinh, uh, Trung Văn Hà Nội. Ngoài ra thì có ship hoàn toàn quốc cho mọi người ở xa nhá. Hình thức là COD được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đây hôm nay thì cũng có năm chiếc laptop, giá thì từ 2 triệu 6 này, 2 triệu 8 rồi là 3 ,8 triệu 8 để mọi người tham khảo đặt hàng nhé Đây giới thiệu con đắt nhất là con 3 ,8 triệu 8 này Giá rất là hợp lý mọi người nhé Con đeo con này là Precision 4600 mọi người nhé Đây em vào cái phần kiểm tra cơ hình này Con này thì cơ hình cũng khá là cao này uh, Coi i7 mọi người nhé Coi i7 mọi người nhớ chưa 2760 QM RAM 8 này Con này thì có cả cạc rời luôn mọi người nhá Đây à, Nvidia Quadro 1000M này Đấy Cạc rời mọi người nhá Có cạc rời này Cạc rời con này 4GB thì phải Đó Loa con này nghe thì cực kỳ hay luôn Nói chung con này mọi người chơi game thoải mái luôn nhá Đây à, Loa đây cái dòng Precision này thì là cái dòng máy chạm mọi người nhé nên là nó sẽ hơi dày à, bởi vì là cái quạt tản nhiệt nó thì rất là ok luôn đây có camera trước mọi người nhé màn hình lớn này đó con này thì máy hình thức còn khá là đẹp mọi người nhé đấy có cả cổng mic này rồi là loa này đó. hai cổng usb ở bên cạnh này trên đây cổng sạc này hdmi này nó rất là nhiều cổng mọi người nhé đó, con này pin thì còn khá trâu luôn M4600 mọi người nhá Máy đẹp này à, Con này thì chạy SSD mọi người nhá SSD I7 này Chạy SSD Đây chờ em chút em vào phần này xem này. SSD 128 mọi người nhá Đeo I7 này SSD 128 này RAM 8GB Con này RAM 8GB mọi người nhá Con này em bán là 3 triệu 8, 8 này Đó, Mày bán ra thì bảo hành 3 tháng Tặng sạc Bộ sạc đầy đủ mọi người nhá Sạc con này rất là to Con đầu tiên nhá m 4600 Coi Y7 Thì bán là 3 triệu 8, 8 thôi Rồi tiếp theo con Thứ hai Con này là một chiếc đeo này à, Dòng Latis à, E5420 Con này thì coi Y5 mọi người nhá 20 m này, RAM 4. Dòng này thì cũng có SSD rồi mọi người nhá. SSD 128 uh, GB. Máy thì rất là còn rất là đẹp này, mọi người nhìn nhá. Màn hình lớn này. Đó. Nói chung là máy thì đã bao cho người về một người xem phim này, rồi nghe nhạc cho các cháu học hành thoải mái nhá. Vì coi i5 thì dòng dùng nào này là cũng rất là ok thôi. Đây con này thì để em xem em mở nha chưa 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 còn này, em chưa kết nối wifi đâu mọi người nhá và nếu mọi người cần cài những cái gì thì em sẽ cài luôn cho mọi người này máy thì rất là dễ dùng thôi mọi người nhìn thấy cái chuột này không đợi bấm vào phần wifi này kết nối thôi thì vào bình thường nhá trước này thì em bán bán là hai triệu sáu này trước này thì em xem nào trước thứ hai mọi người nhá con này là e năm bốn hai mươi bán hai triệu sáu này có cam trước này mọi người nhá đó trước thứ hai 5420 em bán là 2 triệu 6 này Rồi sang cái chiếc thứ ba Chiếc thứ ba này là con 6430 mọi người nhá E6430 con này RAM 8 cơ Và i5-3320M Nó cao hơn một chút này Con này thì em sẽ bán là 2 triệu 8 cho mọi người nhá Đây nhạc nhấc thoải mái luôn Cũng có cam trước này mọi người nhá Đấy. Máy thì đều sử dụng ok, bảo hành 3 tháng, có tặng sạc đầy đủ này. Đó. Chiếc này là chiếc 6430 mọi người nhá, 6430, em bán con này với giá là 2 triệu 8 này. Rồi. Chiếc này thì cũng như cũng, cũng cũng như con vừa đấy thôi, E5420, con này là 2 triệu 6 này. Đó, 2 triệu 6 mọi người nhé Đấy, sáu Rồi, cái chiếc uh, uh, cuối cùng đây, con này là con Asus P550 đây. Con này thì hình thức nó không được đẹp lắm. Mọi người nhá. Loa liếc cũng to này. Để em xem cấu hình mọi người nhá. Con này thì có hai ổ này, một ổ SSD, một ổ HDD nhá. coi i5 đây Con này coi năm 4210U này năm bốn này Đấy có cả cam trước luôn Đấy Con Asus này thì nó bên ngoài nó cũng xước Nhưng mà máy dạng mỏng mọi người nhá Con này máy mỏng này Con này thì em bán với giá là hai triệu rưỡi mọi người nhá đó, con Asus cuối cùng là 2 triệu rưỡi và tổng thể đây thì em có 5 chiếc Con này nhắc lại một chút nha Con 4006 là 3 triệu 8 này Con E5420 là 26 này Con E6430 là 28 này Đó, đây cũng là 5420 luôn nhá Còn chiếc cuối cùng là chiếc uh, Asus có một con Asus tôi thì em bán 2 triệu rưỡi Mọi người quan tâm sản phẩm nào thì mọi người cứ liên hệ cho em qua số điện thoại ở trên bảng gỗ này mọi người nhá Và địa chỉ bên em là 152A, Lâm Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội Đó, ai quan tâm một cái cho em nhá Cảm ơn và... À, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo ai mới xem video thì mọi người bấm đăng ký kênh bấm chuông để ủng hộ em nhá cảm ơn và xin chào lại mọi người nhá